Vào những năm 1945-1946, lúc bấy giờ, cha Francisco Trương Bửu Diệp đang là cha xứ tại họ đạo Tác Sậy thuộc huyện Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu. Lúc này, chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc. Các cha bề trên thường khuyên cha Diệp nên đi vùng khác lánh mặt, đến khi nào tình hình yên ổn thì hãy trở lại Tác Sậy. Nhưng cha Diệp luôn từ chối và trả lời rằng: "Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết thì nguyện chết giữa đàn chiên vậy." Ngày 12 tháng 3 năm 1946, bọn ác, đến nay chưa rõ thuộc thế lực hay đảng phái nào, là thành phần không có thiện cảm với Công giáo, đã xông vào họ đạo Tác Sậy, bắt cha Diệp cùng với 70 chức sắc và giáo dân. Chúng định giết toàn bộ số người này. Nhưng cha Diệp nói: "Ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa." Trước sự bất khuất, nguyện tử vì đạo của cha Diệp, nhiều lương dân và giáo dân có mặt chứng kiến sự việc đã đến quỳ xuống xin cha rửa tội lần cuối cùng. Trong đêm đó, đứng trước cái chết, cha Diệp vẫn điềm tĩnh, không một chút sợ hãi. Cha nhìn hai tên đau phủ mỉm cười hiền hậu và nói: "Ta tha tội cho hành động của các con." Vừa chặt đầu cha Diệp xong, hai tên đau phủ quỳ xuống, toàn thân run rẩy như bị phát dại, chạy như bay về phía rừng U Minh. Từ đó về sau, không ai nhìn thấy hai tên ác ôn này được. Những người trong họ đạo kể rằng, đêm hôm ấy, ngài về báo mộng cho biết chỗ bọn ác ném xác ngài. Mọi người đến địa điểm thì vớt được xác ngài dưới ao với một vết chém ngang cổ. Sau khi chết, xác ngài không hiểu sao bị lột hết quần áo, trần trụi như hình ảnh Chúa Giêsu chịu tội trên thập giá. Hai tay vẫn chắn trước ngực như đang cầu nguyện. Ngài được giáo dân đưa về chôn cất bí mật trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo, lúc bấy giờ rất lụp xụp nghèo nàn. Sau đó, năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, dời về nhà thờ Tác Sậy. Và có rất nhiều câu chuyện linh thiêng của ngài được mọi người truyền tai dạng khắp cả nước, đặc biệt là tỉnh Bạc Liêu.